Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dương ban đắng lại bên trên ra như cũng ban ra về chưa sắp sợ thật như tôi sẽ nói lại rồi nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi lại số 4 chạy thôi, qua nó số 4 rồi. Sao lên đây làm gì vậy? Dạ đúng rồi. Dạ chị là không á, dạ, chị đấy là dắt em đàn em mà. Cái này là có chị là cũng nhờ một động lực, bởi vì là chị đó cũng là đang biết ai, mọi người chắc chắn là coi sẽ biết là chị là thánh nữ triệu view rồi, là chị là chị like video hoặc là TikTok, mọi người rất là hâm mộ chị rồi. Là bây giờ chị đi đây là chị dắt mấy đứa em lại là mọi người mình kiểu là chỉ dạy là chia sẻ là kinh nghiệm cho em đỡ luôn mấy chị. Là đây em cũng thân với nhau. Có chặt em đi xin mới không? Không, nghĩ là không, chị sầu thương lắm. Dạ chị năng đỡ là chị dắt tụi em đi nè, chị dạy cho từng đứa. Còn bị chị chặt thì là trong tâm của chị. Dạ chị sầu hiền lắm chị. Chị sầu hiền lắm. Chị sầu rất là thương đàn em. Đúng không chị sầu? Lý mặt sầu. Ok. Lý mặt sầu là một mã tiền kỳ chết thì cũng còn trinh. Bà bà đó. Trong phim nó là sầu chết thì còn trinh vậy ta.